Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với mình cập nhật thông tin đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Phùng Ngọc Huy gây xúc động khi chia sẻ loạt bài hát về tình cha nghĩa mẹ trong lúc chờ đoàn tụ với con gái là vì. Một loạt những ca khúc ý nghĩa về tình cha nghĩa mẹ do chính Phùng Ngọc Huy thể hiện được anh chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù dịch bệnh COVID-19 đang dần được đẩy lùi ở Việt Nam, thế nhưng hiện các chuyến bay quốc tế chưa thể hoạt động bình thường. Điều này làm cho quá trình từ Mỹ trở về Việt Nam đón con gái La Vi của Phùng Ngọc Huy thêm gian nan hơn bao giờ hết. Gần 2 tháng kể từ ngày Mai Phương mất, sau nhiều lùm xùm tranh cãi chuyện riêng gia đình, cuối cùng Phùng Ngọc Huy giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, các vấn đề khách quan lại cản trở hai cha con đoàn tụ. Có lẽ giờ này Phùng Ngọc Huy đang lo lắng và nhớ về con gái vô cùng mới đây trên trang cá nhân của mình phùng ngọc huy bất ngờ chia sẻ tuyển tập những ca khúc viết về cha về mẹ do anh thể hiện năm ca khúc với tựa đề điều kỳ diệu của đời con con yêu mẹ điều ghi tạc trong lòng con ơn sâu hai tiếng mẹ cha cho con gọi tiếng thiêng liêng đều là nỗi niềm của người con dành cho bậc thân sinh không chỉ hát với tư cách một ca sĩ phùng ngọc huy thể hiện đầy cảm xúc với tư cách người cha lấy đi nước mắt của khán giả Đặc biệt ở bài hát Điều kỳ diệu của đời con, Phùng Ngọc Huy như đang thay bé La Vi bày tỏ tình yêu thương dành cho người mẹ quá cố Mai Phương. Kể từ ngày Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy vẫn đeo tang cho trang cá nhân của mình. Anh in hình Mai Phương để trong phòng như một cách tưởng niệm người quá cố. Sau khi giành quyền nuôi dạy La Vi, Phùng Ngọc Huy chia sẻ lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp Mai Phương. Anh khẳng định bản thân đủ khả năng chăm sóc con gái ở Mỹ. Đến năm bé 18 tuổi, anh trao sổ tiết kiệm trị giá 250 triệu đồng mà MC Trấn Thành kêu gọi đồng nghiệp quyên góp để dành tặng bé La Vi trước đó. Hiện bé La Vi đang sống cùng gia đình bạn Mai Phương và chờ đợi bố từ Mỹ về đón. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.